Mỹ Huyền, mưa gió nghỉ đi shop ơi. Mỹ Huyền. Thì shop cũng sang đi thôi, shop phải hổ sang cho anh em tôi bận cái xem nào. Mình nên đồng khách gì thế, không quảng bá đi cho nhau. Trên line để giới thiệu với mọi người là Mỹ Huyền này làm gọi là mất bên đi lái nước rồi kia để khả năng là đồng khách cần nhất luôn. Bao cái khung, tạo thật đấy. Học viên thì lúc nào lúc. Hello, hello, hello là 10 người đang xem nha. Ok nha, thì mọi người xem cắt layer gọi là cắt bo tay 100% tiếp luôn cho mọi người xem. Thông qua chỉnh sửa video nha. Cái đồ đầu tiên nha, mình xác định là cái tóc của khách hàng này tương đối là dày. Mình phải xác định được trước là tương đối là nó sẽ dày rồi. Một là mình sẽ tỉa nhiều, hai là mình sẽ tầng lớp nó hơi cao một chút để cho tóc mỏng hơn nha. Để nó cân đối cái tóc của khách hàng. Nói chung để cắt một cái bài layer rất là dễ, nhưng mà quan trọng là mình phải nhìn được trước là cái gương mặt khách hàng, cái tóc khách hàng hiện tại như thế nào để mình đưa ra một cái bài cắt nó đúng với một cái kết quả tốt nhất. Chưa lúc nào vào cắt về loài như cả người thì nó không còn thể là mình dẫn trang nghệ thuật. Đây là mái tóc này nó tương đối sẽ là dày, mình vừa nói mình sẽ vừa cắt thì nó sẽ hơi lâu một chút. Thì mình sẽ xác định là cái điểm phân viền của mình nó sẽ thấp hơn một chút. Còn nếu mà những cái tóc mà nó mỏng nhá thì các bạn sẽ lấy phân viền nó cao lên. Tùy theo cái khu vực, không bao giờ có giới hạn gì cả. Ví dụ nhiều người tóc người ta bị rụng hoặc là người ta bên trong người ta mọc tóc con này. Còn dưới thì người ta chỉ có tóc rất là ít thôi thì phân viền mình sẽ phải lấy dày hơn. Và mình lấy điểm chuẩn nó một cách. Hoàng Hữu Đương, rồi xong chưa xin 50. Bây giờ thích là em thích bắn cho bao nhiêu tiền, bơm cho bao nhiêu, lấy được lại chưa? Quan trọng là mỗi người cắt một phong cách, không ai giống ai, mình sẽ không thiên về cái gọi là ai cắt như thế nào, quan trọng là kết quả sản phẩm của người ra nhìn thấy thực sự ok hay không, thì ai cũng phải có mắt thẩm mỹ mà. Ai đẹp trai ai xinh gái đều người ta được nhìn ra mà. Hello Quỳnh Diệp nha. Ôi thế bạn hẹn tôi sang lấy lương rồi, bây giờ bạn chưa sang à? Diệp ơi, kéo ông xin em sang đây đi, mưa gió để giảm giá cho. Nay mưa gió nhiều người xem. Tầm là anh đắp sang cầm cái phút bộ. À xong đến đâu mình check luôn đấy, coi rõ đây chẳng. Và làm cắt đến đâu xong thì mình check luôn hai bên đấy để mình xem được cái độ cân bằng của nó đến đâu nha. Ok, tầng 1 xong gần như nó chỉ hội là hơi nhú ra một tí thôi. Nhưng mà có thể tầng 1 phút. Còn tầng 2 này. Tầng nó cắt tóc như vậy rất là thích cương. Tại vì là tầng lớp nó rõ ràng, nó như kiểu là cái khung đất nhà mình dọc ra hành rồi tất cả mọi thứ mình xây nhà rất là thích luôn. Tức là cái tóc phải cắt rất thích. Chỉ có tóc mỏng quá mình hay bị lệch các cái góc độ với nhau thôi. Nhưng mà từ lớp 1 sang lớp 2, lớp 2 sang lớp 3 thôi nha. Còn đã tóc đầy này thì mình phải siêu dầu lớp. Quỳnh Diệp, em đang bị thủy đậu anh ơi. Thế mình sang đây mình lây cho anh tí để anh có thời gian anh nghỉ ngơi đi xem. Hôm nay sẽ cắt gọi là gần như bo tay cho chị em xem là xem là ở nhà ông này ông cắt xong ông có tạo kiểu gì không. Chỉ cần cắt bo đi nha. Cắt này mình phải kiểm soát được độ dày của tóc, độ dài thì ok mình đã xác định xong rồi, nhưng quan trọng mình cắt nhiều thì mình phải xác định được cái kiểm soát được cái độ dày của tóc, độ nặng của tóc. Như tóc này thì tương đối là dày thì sẽ được tỉa nhiều. Chào 70 người đang xem nha. Tuấn Duyên, thằng cu nhà mình không nhìn bạn cắt mà học à bạn? Ôi hôm nay hôm nay sửa ống nước ở nhà rồi, thì sáng là đang ngủ dậy thấy nhắn tin bảo là anh em sửa ống nước ở phía được người. Ủa kiểm tra này. Nói chung là quen chăm tay không bằng hay quen nói gì, nó cứ cắt xong phải kiểm tra luôn hai sợi làm sao bằng luôn là được. Đi học kiểu gì vậy?
Thế bình thường thì đi làm cái gì đấy mà đi chăm chỉ mà rất là ý thức luôn. Rất là ý thức luôn đấy, ý thức rất tốt. Hôm nay chắc mưa xong rồi ống nước thì nhà nó hỏng hơn nữa. Hà Thị Thùy Dương. Hello, hello Dương nha, bảo sang không sang à? Toàn chị em bữa nha, từ hôm kít bây giờ 90 cho đây mà hộp sọ nha. Thì sao mà không phải nói từ 90 nhưng mà cái đấy là cái điểm chuẩn rằng mình cắt cho rất là chính xác cho các cái phân khu liên kết. Tại sao? Vì là lắm khi mình cắt 75 hay 45 hay 35 mình rất là khái chừng luôn. Tức là mình kiểu mà chỉ số nó vẫn bị sai lệch đấy. Nhưng mà khi mình cắt 90 thì mình chắc chắn nó rất là chuẩn. Rồi tóc này dày ấy, thì anh em lên cắt đầu mũi kéo để anh em triệt tiêu gọn được trong cái quá trình tỉa luôn. Bao giờ cũng điểm về điểm tới này thì nó rất là rõ ràng rồi. Còn gần đây mình cắt hình khối tròn rất là nhiều, mình thấy tóc mỏng cắt mặt tròn nó rất là ok, nó làm cho làm tóc rất là ok. Còn thứ hai là nó sẽ ra một cái cách tỉa rất là hay, tức là mình gỡ mình tỉa nhưng mà nó sẽ có chỗ đậm, chỗ nhạt của cái tóc, mình cảm giác là vẽ bức tranh nó không bị tỉa, mình đưa cái mũi kéo của nó giống nhau ấy. Thì khi mình cắt mặt tròn thì mình cảm thấy rất là ok luôn. Hello, trăm người đang xem nha. Anh nhiều người xem thế. Chào Phi Anh Gia nha. Lên chưa anh ơi? Khu vực hộp sọ này chứ không phải là mình tập trung vào cái điểm này, thì cái điểm này thì có phải tập trung nhưng mà như kiểu mình quen tay ấy, mình sẽ đến cái điểm đấy là mình sẽ phải dừng lại, nhưng mà chủ yếu là mình nhìn vào cái hộp sọ để mình dâng xong nó chuẩn chưa ấy. Cứ thừa đâu, kiểm tra đấy mà nó cân rồi thôi. Mình có một cái tư duy của cắt layer như này. Thực sự ra đây tóc này dày thì mình không nói nha. Tóc này dày thì mình không nói này. Nhưng mà những cái tóc bây giờ hầu ra là chị em tóc mỏng rất là nhiều. Thực ra chị em tóc mỏng quá nhiều luôn. Thì mình sẽ cắt làm sao để giữ độ dày tối đa cho khách hàng. Thì mình thấy là layer là gì, là mọi người hay rất hay đẩy ra đằng trước để mọi người khô được cái dáng của layer. Thì tức là sao, tức là cái khu vực đằng trước này mình sẽ rất tập trung vào cá nhân hóa về layer của khu đằng trước. Có thể bây giờ mình chưa giỏi thì sau này mình sẽ cố gắng mình làm tiếp, nhưng mình luôn luôn có tư duy là khu vực nào mình cần layer và khu vực nào mình cần giữ nặng. Thì mình nếu mà thực sự ra cái tóc này mà chỉ để đổ ra đằng sau ấy thì nó sẽ bị dày, nhưng nếu nó hất ra đằng trước thì nó sẽ rất là cân đối luôn. Nên mọi người phải xác định được việc là mình cắt cái bài layer thì nó đẹp ở điểm gì, và thói quen của khách hàng ra như thế nào, mình chụp bức ảnh ra làm sao. Tại vì sao mà những người mà người ta đứng lên một cái top level, người ta để ý rất nhiều thói quen, rất nhiều cách chụp ảnh hay là cách chơi của khách hàng, chứ còn để cắt ra một cái bài thì khả năng là anh em phải là túng một phát ăn công luôn cũng xong. Quan trọng là kết quả nó đẹp hay không thôi, còn mỗi người một cách cắt thì mình không bao giờ mình sẽ để ý nhiều về ai cách cắt như nào cả. Mưa gió này chỉ sướng độ có người yêu thôi. Mình thấy có người yêu rồi, ốc gỗ. Đây rất nhiều người xem. Để cả cắt tóc dài, cắt tóc ngắn, khi mà anh em góc độ chuẩn, có một cái độ di chuyển nó chuẩn một chút. Thực ra để nói nha,
nếu mà cắt tóc ngắn không là cắt đẹp xem, anh em cứ để chuyên gia người ta cắt tóc ngắn đẹp đấy, người ta gần như không được tỉa luôn, thì cái độ xếp lớp của họ, độ tính toán rất là ok rồi. Chị em để theo dõi livestream nhiều và biết là mình mang rất là nhiều những thứ mới về cho chị em trải nghiệm, từ màu, từ tóc ngắn, rất nhiều thứ nữa, là trong vòng một tháng nữa thôi là chị em sẽ được trải nghiệm rất nhiều thứ. Hello Mai sao nha. Mình có quan niệm rõ ràng ra là mình mất tiền bỏ ra đi học cái gì thì nó bao giờ cũng sẽ giá trị hơn. Còn cái chuyện mà đi học qua các cái khóa gọi là hội thảo thì chắc chắn là không nghi được. Mọi người nhìn xong mà sau khi cắt xong một cái khu vực đằng sau này, mọi người cắt xong cái khu vực đằng sau này, nó có độ khỏe tự nhiên rồi, độ dày cũng còn. Bây giờ mình sẽ lấy cái khu vực đằng trước này. Sẽ cắt cái mái trước nha. Mình sẽ tùy theo gương mặt để mình cắt một cái máy bay. Hiện tại thì gương mặt khách hàng cũng không phải là to quá hay là nhỏ quá, nhưng nếu mà mình lấy cái máy nó dày quá thì tương đối mọi người đang thấy nó che mặt của khách hàng tương đối nhiều. Mình sẽ mở ra nhìn nó thoáng hơn một chút. Đây là Thu Bắc nha. Ok, không sang đây thì ở Thu ơi. Mẫu này rất là xinh nha mọi người. Giới thiệu luôn là bé 2K8 xinh người yêu. Đây là anh nào đang xem ở live anh em cứ những cái tóc như này nha. Năm nay thì thực sự ra là mọi người cũng thích cái mái nó tương đối là dài. Khi mà nó dài lên thì công nhận nó sang trọng hơn, và nó ngắn hơn thì nó sẽ trẻ hơn. Nó nhưng mà nó lại mỏng manh hơn, nó không được sang trọng bằng cái máy dài và máy dày. Thì là mỗi người sẽ có một cái phương thức chơi, tức là vào lứa tuổi, vào sở thích của mỗi người, nên mọi người sẽ cùng là cái mái và độ dày độ dài nó khác nhau, nó sẽ đưa ra một cái thẩm mỹ về cái hình ảnh bức tranh của khách hàng nó khác nhau. Nên là mọi người sẽ tự tư vấn khách hàng của mình là khách hàng thích như thế nào. Thường ở đây nó thật sự sao mà mọi người thấy không nên các cái mái dày, vì ở đây mọi người toàn là giới trẻ thôi, mọi người không có cái tư duy chơi kiểu mà phải sang trọng, mọi người đơn giản thôi. Tức là mình sẽ phải cắt theo cái cách của khu vực này. Chứ còn ai mà thích cái kiểu là sang sang thì mình phải cắt theo cái kiểu là nó dày dặn một chút. Đơn giản chia sẻ với mọi người nó như thế này thôi. Kiểu mà người béo thì bao giờ nhìn người ta cũng kiểu mà độ đây, nó già người hơn nhưng mà nhìn nó lại sang trọng hơn, nó uy tín hơn, kiểu như vậy ấy, thì là cái tóc nó vậy luôn. Xin chào Hoàng Diệu, xin chào chị Diệu nha. Mình cắt xong cái mái này ấy, và sau khi mình cắt rất là nhiều rồi thì mình để ý là khi mình cắt ấy, mình cắt vào cái khung viền này thì khi mình thả ra cái viền của mình nó rất là mỏng, thì mình sẽ bớt lại cái viền mái nha. Mình để cái viền mái của cách một chút này, và mình chỉ khi mà anh em này, anh em càng chia cái hình chia của anh em ấy là hình chia hình cái nón như thế này, thì anh em cũng công nhận với tôi là cái khu vực ở điểm đỉnh này ấy, bao giờ nó cũng nhiều tóc hơn cái khu vực ở cái điểm mai này. Nên khi mà mình tỉa để cho cái mái bay ấy, thì mình sẽ tỉa sâu vào trong, càng vào trong mình càng tỉa nhiều, ví dụ càng cạnh thì mình càng tỉa ít. Còn nếu mà mình cứ đưa kéo mình tỉa như này ấy, thì cái cạnh của mình khi mà thả ra rất là mỏng, mình phải tỉa khu vực trong nó dày hơn. Đây là mình cắt, bây giờ mình cứ bớt lại cái viền thôi. Mỗi người có một cách cắt, và khi mà mình cắt xong ấy, mình nhìn lại cái thẩm mỹ là ok. Ví dụ như tầm cỡ như những người mà người ta nổi tiếng ấy, người ta cắt ấy, người ta điều khiển được cái cách cắt người ta điều khiển được cái góc độ mặt cắt mọi thứ ấy, thì người ta cắt theo cách của người ta rất là ok. Còn mình cắt theo cách của mình nhìn lại cái sản phẩm ấy, làm sao mà không cân đối lại.
chào Nguyễn Đức Hải nha. Ok, mình cắt xong một bên này rồi thì mình sẽ lấy biểu chuẩn bên này nối vào bên này. Hôm nay mưa trên Hà Nội của anh em có mưa không nhỉ? Gieo vào trong ai anh chị ơi? Đang bảo mấy hôm nữa trên Hà Nội học quét tông ngắn như này. Chắc xét khoảng tầm mất mấy hôm nữa là đi đấy. Cái đường đi tay của mình nó hơi vô vào trong anh em này. À, khi anh em đi cái tay ngược này, một là anh em sẽ đi mỗi người một cách của mình thì mình đi thẳng lên và mình sẽ hơi vô cong lại. Đó, hơi vô cong lại thì cái điểm từ cái điểm ngắn nhất tới điểm dài nhất nó sẽ di chuyển được dài nhất và nó sẽ lây nhiều nhất, nhưng mà nó sẽ không bị mất nhiều cái như kiểu mình cắt một chuyển động tác của cái kéo. Cái khi thả ra mọi người nhìn khi mà chưa tỉa này thì bao giờ cái phần này nó đục hơn này, cái này nặng hơn này, cái này sẽ mỏng hơn này, mình sẽ làm cái trên này nó phải mỏng đi. Khi nào mọi người cắt xong ấy, mọi người phải thả ra mọi người nhìn để xem là nó ok không, chứ còn bảo là hôm nay tôi lấy cái máy này của khách này như thế này, chỗ này họ ngói chỗ kia họ không ngói ai, nhưng mà khách hàng cũng khác nhau ấy, thì không thể nói được là cái tóc là mình cắt xuống tóc nào được. Tóc mình nên tỉa nhiều, tóc mình nên tỉa ít. Lỗ này làm tóc thì mình còn khoảng tầm rơi chắc khoảng tầm hơn một năm rồi ấy, mà các cái con tóc thì mình vẫn không ok. Okay, như xong vừa mình cắt xong ấy thì là cái viền mình đã cắt xong của cái khu vực đằng sau thì cắt xong rồi này. À, đằng trước mình có cắt xong cái mái rồi, chỉ có hai cái khu vực mình kẹp rõ ràng ở đây mình chưa cắt đấy. Thì thường ấy, như một số các cái nổi tiếng như Nam cắt, ví dụ như tóc như này, mọi người quay trực tiếp đây. Những cái tóc như thế này ấy, mọi người cắt viền là đâu? Viền là khi mà ở chỗ này nó tạo ra một cái mặt phẳng rõ ràng rồi, thì mình có thể nhân thế nào cũng được. Ví dụ cái tóc này nó dày, nó đầy, anh em có thể nhân tầng lớp thoải mái luôn. Anh em có thể nhân lên thoải mái luôn, nhân cao nhân thấp tùy theo cái độ dài. Nhưng nếu mà khi mà đây này vẫn nhìn thấy này, nếu mà khi anh em nhân cao ấy thì anh em có nhìn thấy cái chỗ tóc ngoái này của khách hàng không, nó sẽ bị lủng, và khi mình thả ra ấy nó sẽ có những cái sợi mà nó không liên kết gì với nhau luôn, thì mình sẽ phải tạo ra một cái phản. Ví dụ như cái tóc này này mình đặt ra khi mà cắt tầm cao ấy, nó sẽ hai cái đường nó không liên kết gì với nhau, nó sẽ tạo ra một cái điểm như thế này. Ok, thì bây giờ mình sẽ phải liên kết từ cái đường này và cái đường này. Cái đường line bao giờ nó cũng phải liên kết. Ví dụ anh em cắt tóc ngắn hay cắt tóc dài, cái đường viền, khung viền anh em đỡ thử để xem chỗ cao, chỗ thấp xem nó có đẹp hay không. Thì suy ra cái việc là anh em để khung viền cái tóc dài cũng vậy thôi. Kiểu gì anh em cũng phải cắt cái viền nó nhét. Còn nếu mà đi trên phố ấy, thì họ lại có cái kiểu là cá nhân hóa ở đây. Nhưng mà họ này ra quán sấy được, đâm ra là cái độ cụp vào hoặc là ra tóc rất là ok. Nhưng mà đây ví dụ mình chơi ở đây mọi người ít gội đầu, ít sấy tóc ấy, mình để ý mà mọi người về không có độ cục vào ấy, tự nhiên nó bị lọt những cái tóc ở lại nhìn nó rất là xấu. Thế là mình phải cắt tùy theo cái mỗi người khách hàng chơi nữa. Mình ra chỉ cắt sược liên kết thôi. Anh em muốn layer nhiều thì đơn giản thôi, điểm đến ở đây anh em lay hẳn thịt vào trong này luôn. Đó. Nhưng mà khi mình thả ra ấy, thì mình thấy là nó hơi nhọn. Thực ra mình thấy nó hơi nhọn thì mình cắt làm sao cho nó dày lại một chút. Đấy, bớt lại một tí này, họ lại viền lên, cần lên một tí. Xin chào Đặng Công Quang nhé, lâu lắm mới gặp em. Ok. Đã chậm. Cái này cũng thế luôn này, cái này lấy viền này. Mọi người cố xem mình nha, sắp xong cái sản phẩm rồi. Cắt này tại vì mình nói chuyện nên là nó sẽ hơi lâu. Bình thường mình cũng hay cắt và mình để ý rất là nhiều. Mình để ý là bây giờ cái mái ở đây, nhưng nếu mình uốn thì mình sẽ cắt khác, và nếu mà mình cắt mình sẽ không uốn mình sẽ cắt khác. Mình sẽ để ý là cái cách để chơi ấy, cách cắt cái mái lên.
nếu mình cắt ở điểm này nó hơi trùng thì nó không có kép layer mấy, nhưng khi cắt cắt cái mái đây ra mà nó vẫn bất được ở cái kép ở đây ra thì rất là đẹp, tức là nó vẫn bị kép được tầng cao mà mình không cắt mất tóc mấy thì mình sẽ sượt ở trên đấy tương đối là cao. Còn nếu mà cắt để uốn thì mình phải sượt từ cái điểm này sau cái điểm cái mái này. Đôi khi những cái sợi trong này nó ngắn mà khách nứt ra nó còn tạo độ phồng của nó đẩy lên rất là nhiều, nhưng mình nhìn cảm thấy nó rất là ok. Tại vì sao mà mình cứ trêu mọi người bảo là cắt xong có thấy nó dày hơn không? Hello 50 người đang xem nha. Ra là khi mình cắt lay đi chăng nữa tức là vẫn từ tầng trên đổ xuống tầng dưới thôi, nhưng mà mình làm sao để cho nó không bị mất cái viền, để cho khách nhìn tóc lỗ chỗ đằng trước bao giờ cũng nặng, mất cái viền lủng đi rất là xấu luôn. Cứ suy ra cái việc là cắt tóc nam này hay cắt tóc ngắn tóc thì anh em để ý tự nhiên loạn ở đâu cái viền nó chả liên quan gì đấy, nó phụ cản là thì là sao còn cái tóc nó đẹp nữa. Tóc dài là nó dễ hơn tóc ngắn, bởi vì sao, vì là tóc dài nó có cái điểm mà lấp liếm che đi cho những tóc ngắn, mà cứ phụ ở đâu cái người ta nhìn thấy ngay. Nhưng mà mình cắt nhiều, mình để ý là khi mình cắt sượt kéo như thế này ấy, thì nó tạo ra độ layer rất là nhiều, nhưng mà nó chỉ để cho mình gọi là cắt tóc mà không uốn thôi. Còn nếu mình cắt tóc uốn, nhất là tóc cụt luôn, thì mình không cắt sượt như này nữa, thì khi mình thấy là mình cắt sượt ấy là anh em vào thuốc rất là khó, cảm giác là sẽ có cái chỗ dài chỗ thấp, chúng ta tỷ lệ mà anh em vào thuốc khó đồng đều nên mình sẽ không cắt sượt. Bởi các cái bài cắt khi mà mình uốn cụt nữa, mình sẽ chỉ cắt gọi là gần như là bo tròn tất cả các cái điểm lại, để khi mà anh em vào thuốc nó vào một điểm trong khi anh em túm lên, anh em lên chụp cũng rất là dễ. Còn nếu mà mình cắt sượt như thế này ấy, thì khi mình vào thuốc nó sẽ chỗ cao chỗ thấp rất là khó cho các anh em làm. Tức là khi mà mình đồng bộ hóa xuống, mình tính toán làm sao nó sẽ hợp lý từng cái giai đoạn được. Còn nếu mà ví dụ mình cắt không để mình tự làm thì mình hiểu được cái đường cắt của mình rồi thì rất là dễ. Thế là mọi thứ đều phải có sự tính toán. Ok, mình cắt viền xong rồi này, phần trên mình xác định điểm xong rồi, bây giờ mình nối nhé. Ok, bây giờ đây là cái điểm về đây, cái điểm về tận đây rồi. Cắt đây cũng có đúng nha, nhưng mà mình đằng trước năm nay mình sẽ giữ hơi nó độ lặng một chút. Nó vẫn có độ lây nha, nhưng mà anh em mình chung nha, mình cắt xẹt phát này, xẹt phát, mình cắt xẹt phát này đi, mình thả ra nó vẫn layer, nhưng mà nó sẽ bị hụt tầng ở đây. Còn khi mình vẫn lây ở đây, dưới này vẫn hai điểm nối vào nhau, nhưng nó lừa những điểm cục ở đây ra. Khi thả ra anh em có thấy là một cái tép cục nó đóng ở đây này, thì sẽ có một chỗ dày chỗ mỏng để tí mình tỉa ra thì nó rất là tự nhiên. Thế là khi mình cắt mình để ý rất là nhiều, nó không bị kiểu mà cục một mạch từ đầu đến cuối luôn, mà nó sẽ có chỗ bị dày, có chỗ mỏng, nên là cái bức tranh mình nhìn nó đỡ bị kiểu mà nó tầng mắt đấy. Chưa có điểm chuẩn anh em đấy đâu. Một cái cắt layer nữa là khi mà tóc dài thì anh em cắt tầng cao, tóc ngắn thì anh em cắt tầng thấp, đúng theo cái độ dài mà tóc đang có. Ví dụ tóc còn dài thì mình phải cắt tầng cao đi thì nó mới đẹp được, nó mới đuổi nhau được. Còn tóc ngắn mà anh em cắt tầng cao quá thì nó bị hụt. Thì cái việc này anh em phải xác định ngay từ đầu rồi. Xin chào Hà Thảo nha. Khi mà anh em cắt như này thì trả ra nó sẽ có một cái điểm để rơi, anh em quay đây.
Thì mình cắt xong mình dơ rõ ra cho anh em xem điểm rơi của anh bói ra luôn này. Nó sẽ tạo ra một cái đường layer như này nhưng mà không bao giờ anh em nhìn thấy lủng luôn. Không bao giờ nhìn được cái lủng luôn nha. Vuông, tròn. Thì đáng khi mà anh em cắt xẹt một cắt dơ cao lên là nó rất hay bị kiểu mà nó bót. Bót là lúc ấy nó sẽ trượt mặt, nó rất bị lủng lên. Đá cái đá cái cơi nó càng ấy thôi. Càng hay bị bẩn. Hà Thảo là ai anh nhỉ? Hello, hello Hà Thảo nha. Tiếp tục sang bên này nha. À, các điểm chuẩn bên này xong, điểm chuẩn bên này xong rồi mình sẽ lấy một cái điểm chuẩn của bên này sang làm điểm chuẩn này. Điểm sang này. Đã từng là khách hàng nhà em nhưng giờ chị về quê rồi. Ê, chị bỏ em đi sang người khác rồi ạ. Cái dân góc độ này nó sẽ phải cân hai bên. Nếu mà anh em cân không cân hai bên thì anh em cũng kiểm tra đối chứng. Rất nhiều cái mẹo để anh em kiểm tra. Đọc mà buồn quá chị Thảo ơi. Chào 50 người đang xem nha. Xong rồi, chuẩn bị kiểu hơn, sau này kiểu hơn nhiều tí nha, mọi người sẽ được mất được thời gian xem một kiểu. Để xong được các lại không quyền này. Cũng như kiểu tóc ngắn ấy, bấm được gì thì bấm, cuối cùng vẫn được quay lại bấm được không quyền. Hà Thảo để hôm nào chị ra Bắc Ninh chị ghé làm tóc nha. Ra luôn đi, đang mưa gió này chán lắm, giờ mai chơi mai chim này. Sẽ nhìn sơ qua khi là cái tóc này mà khách chưa làm phồng chân này hoặc là cắt xong này gần như là tóc của khách cũng đang rất là dày luôn. Tại vì sao mọi người cắt xong một tóc quá sao tóc nó dày và gần như là nó không có mất trọng lượng gì luôn. Tại vì nếu mà đúng thực sự luôn anh em mà cắt mặt hình khối tròn ra ấy thì nhìn tóc lúc nào cũng dày luôn. Cho em quay được. Ok, đây là form rõ ràng ra form rồi, bây giờ mình chỉ cần tỉa thôi. Tóc dày như này thì tỉa tương đối là nhiều. Xác định khu vực nào tỉa bay thì mình phải xác định rõ ràng luôn. Hôm nay mình sẽ cắt và mình sẽ không qua một cái gì tạo kiểu cả để cho chị em biết được là một tầm tầm như vậy, biết là không tạo kiểu nó sẽ xấu thôi nhưng mà kệ đi. Xin chào Ngân Chibi nha. Chào mình Ngân ơi, đang mưa gió buồn quá.
hay này là cái tớt giảm 30% nhỉ? Sau này tương đối là dày, mình sẽ tỉa hai mặt nhé. Và trong quá trình mình tỉa mình rất là nhiều đầu rồi, bao giờ cái viền mình sẽ bớt lại, không bao giờ mình tỉa. Còn ví dụ như các mọi người mà cá nhân hóa nhiều ấy, mọi người có thể xả hết ra như này, mọi người thả hết ra này, mọi người muốn cắt cho này đi, ok mình sẽ tỉa cho này đi một tí, tạo một cái viền được, ok. Xong mình đặt ra, mình cứ đặt ở đâu mình cảm thấy ok so với mắt mình thì mình đặt thôi. Có cái nào mình làm tóc ở đây ấy, mình sẽ thiên về cái việc là sấy đơn giản nhất, không qua kiểu chỉ là hình ảnh, là khi mà mình làm hình ảnh ấy và mình cắt lên, mình để ý là sau về khách nếu mà cũng không phục lên mà nó chỉ chặn trượt tóc này thì đúng là sẽ có chút gầy, chút mỏng, nó bị hơi bị lủng tóc, nên mình sẽ không làm cái điều đấy nữa. Mình sẽ thiên về cái việc là khách sẽ khô bình thường thôi. Chào chị Linh nha, số không nghỉ bão à? Shop đang làm rồi thì chó rồi. Đang gái không nghỉ bão? Đây gì vậy? Thì cái tên yêu mà thầy ngọc này. Lữ. Ngọc đã xem chưa Linh ơi? Hay là cả hai đang sửa nhà sửa ống nước? Ok, top bay này mình sẽ cất riêng ra này. Tóc này sẽ tỉa kéo tỉa cho anh em xem, tỉa kéo tắt không hơi lâu. Sáng ra thấy bão lên, cả nhà tớ nằm ở nhà ngủ rồi. Sao lu hoang? Sống nước này. Xin chào Nguyễn Ngọc Trâm nha. Ok, tóc này nó sẽ rất là dày nên mình sẽ xỉa bằng kéo tỉa. Mình sẽ tỉa kéo tỉa, không bị dầm, chỉ tỉa bằng kéo cắt, không kéo suốt đâu. Mà kéo là tóc rất là dày thôi. Khi mà anh em tỉa nhá, anh em tỉa này, anh em sẽ bớt lại cái khung trên, bớt lại khung dưới. Khi mà anh em tỉa ở trong khu vực trong này ấy, thì cái lớp trên này anh em thả nó xuống thì anh em sẽ không bao giờ bị những cái tóc con nó bị đẩy ra, nó không bị chỉa ra. Cũng như tóc ngang thế thôi, anh em tỉa cái lớp gì lớp, cái lớp ngoài anh em bớt lại cho tôi. Nguyên tắc rất là dễ thôi, không cần phải nhiều nhiều. Tóc búp biết thế. À không, tóc búp nếu mà muốn bay thì lại để tỉa lắm, khi tỉa mặt ngoài thì chị em hay hất. Ở trong chân tóc này đi dần ra nhá, muốn kéo nó hơi chếch 45 độ, đừng để vuông nhá, để vuông là tóc nó chỉa đấy. Để hơi xéo xéo xuống, cái mũi kéo xuống một tí. Ngọc nữ nhà người ta chăm chỉ quá. Ai được sướng như tầm bây giờ nhà sửa ống nước trên giường. Xin chào sữa bơ nha. Ê, hôm nay em sang nhà anh làm tóc, tiếc. Xin chào 50 người đang xem. Bình thường mình sẽ không tỉa như này đâu nhá mọi người nhá. Tỉa như này sẽ rất là mất tóc của khách hàng, nhưng mà tóc này dày mình bắt buộc mình sẽ được tỉa kéo tỉa. Và khi cái gì nó quá nó không tốt mà, khi tóc nó dày quá nó không tốt luôn.
nó cảm giác nó che mặt của khách hàng nhiều quá. Đúng không? Nên nó làm cho mình cảm giác mà nhất là những người tóc dày thì cái tâm lý của họ ấy thì là không thích tóc dày nữa, họ chỉ thích tóc nó nhẹ nhàng lên. Tất nhiên là người ngoài nhìn sẽ bảo chị ơi sao tóc chị dày đẹp thế, nhưng mà cái tâm lý của người khi đã có muốn có cái gì rồi thường thì xin chào Minh Hòa nha. Ok, tiểu qua một vòng khung nó bắt đầu thấy nó nhẹ hơn rồi anh ạ. Tiếp tục ra bây giờ mình sẽ tiểu là tạo cái tép tóc ở cái phần ngọn nha. Vừa rồi là mình tả tiểu vợ để nó đỡ độ dày, nhưng mà vẫn là thừa độ dày. Đỗ Quang bảo hai chị bên bánh xèo kia sang đây làm tóc ấy. Đi rồi. Này, bao nhiêu phút rồi nhỉ? Chắc phải được... nó không hiện gì. Dạ. Lấy giờ chắc phải được 25-3 phút. Cho mọi người xem và bây giờ mình sẽ tiếp một chút. Khi mà anh em tỉa xong ấy, anh em sẽ nhìn thấy là bắt đầu cái tóc nó dần dần nó có sự cân đối hơn một chút, là nó đỡ bị hóp ở trên này và dày ở dưới ngọn này. Bây giờ mình nếu mà mắt thẩm mỹ mình đặt ra nha, là nó vẫn đang dày, bắt buộc mình sẽ lại tiếp tục tục với tiếp. Còn nếu mà tóc này mà khách mà là phòng chân thì thôi, mình phải không tỉa nữa. Mỗi cái đầu mình cắt cho một kiểu. Điểm dưới nó sẽ là điểm viền này, thì anh em đừng phạm nó vào. Và không tốt nhất là an toàn anh em bớt lại cái viền cho tôi này. Xong anh em sửa. Thế này chị đi đâu sớm thì mà gọi đầu sớm. Không có gì để chúng ta sớm.
là mưa xong cho bảo là thôi. Nhưng mà có mưa từ sáng mà. Thế nó có mưa từ sáng qua rồi sao ấy. Chỉ có thăm bạn giai mới gọi đầu thôi chứ còn không. Còn một người đang xem rất kiên trì. Chắc chắn anh em này chắc là anh em cũng đang làm tóc. Anh em mà đang xem không được thì tôi cái là tôi sẽ chỉ sẻ cho anh em mình quả ăn tiền lắm. Tại vì với đơn giản anh em như là tôi khách hàng thì đều là người có mắt nhìn cả. Họ cắt thì họ làm việc ở đâu cảm thấy ok. Tất nhiên là cũng rất là nhiều thứ để khách hàng qua lại với mình. Nhưng mà mặt bằng chung thì anh em hiểu là cùng là làm ra một cái sản phẩm cho quan bác vì sao ấy, khác biệt. Đơn giản đi, như nhiều người người ta làm màu ấy, ai phải làm màu từ quanh đi quẩn lại chỉ có lâu lạnh, lâu tây, lâu cà phê quanh đi quẩn lại. Nhưng tại sao có những người người ta làm người ta cái màu là rất là đẹp luôn. Cái khách hàng họ sẽ tâm hơn là cái điểm đấy nữa. Tại vì làm cái gì nó khi mà mình để ý làm cái gì nó dễ thì ai cũng làm được, thì sau này mình dẹp là nó nhanh lắm. Mùa đông chắc lại uốn nhỉ? Ok, và tốt trên này, tốt trên anh em sẽ tiến lên sâu nha. Khá lắp luôn để cho may nhiều trên này. Đơn giản thôi cho anh em hiểu một câu rất là đơn giản này nhá. Nó có nhẹ thì nó không may. Nó đã nặng thì tháo nó may đâu được. Nên mà anh em mà để cho cái phần cơ bụng trên nó nặng thì lấy đâu ra mà nó không may được. Phần dưới anh em cứ cắt lặng rõ ràng rồi, cắt lặng như thế rồi. Trên anh em cứ kiểu tiệt tay ra được, không bao giờ sợ luôn. Thì nó không thoáng ở đây thì tí làm sao anh em, khi anh em cứ bẩy bẩy ra trước đây không ra nó bật kép ra được, thì nó nặng như thế. Tất nhiên là mình cắt đến bao giờ mình cũng sẽ để ý rất nhiều về khách hàng. Mình luôn cảm nhận là mình xong cắt xong mình cần thay đổi gì nữa. Và hiện tại mình đang làm việc ở cái khu vực khu công nghiệp này, mình cần như thế nào để phù hợp với mọi người. Chứ không phải là mình cắt xong mà mình cứ lấy thế, mình sấy lên mình đặt kiểu mình lấy ô đẹp. Ok, thì sự ra điểm cho anh em là cắt xong một cái bài cắt đơn giản được tùy luôn. Nếu mà để gần hoàn thiện một cái bài cắt sau anh em sấy ra thì đúng là thực sự là nhìn nó cũng rất là, khi mình sấy lên nó rất ok luôn. Nhưng mà mình thấy là mình phải làm sao để cho cùng với cái cách chơi, cách làm việc rồi là đấy, mọi người giới trẻ ở đây. Có người thì bỉa như này xong rồi đưa kéo vào xong rồi lách ra, xong rồi đưa kéo vào lách ra thì cũng như giống nhau thôi, tùy mỗi người một cách nha. Không ai giống ai luôn, vẫn đưa đến cái kết quả. Khi mà anh em cắt, để ý nha, khi mà anh em đã cắt bị hụt tầng rồi thì bao giờ khi mà anh em thả ra hết là anh em sẽ mất viền. Và anh em cắt lúc mà anh em đã điểm chuẩn ở đây và anh em cắt không bao giờ phạm một viền, không bao giờ ra phải nhìn thấy cái viền nó bị làm sao rồi anh em nhìn lại. Có nhiều anh em cắt xong ấy nó cứ bị lọt vữa, rõ ràng là mình đã điểm chuẩn, mình cắt viền rồi không ra tí nào nhỏ hót hết các cái chỗ này ra vì lúc anh em cắt phạm một viền nhiều quá rồi. Anh em không kiểm soát cái đoạn viền ấy nhiều.
Còn nhiều người người ta cắt layer bằng năm nay, mình cũng để ý rồi là họ có thể cắt layer xong hết tầng lớp xong bắt đầu người ta mới quay sang bấm viền cơ. Nếu người ta bấm cái viền vuông đét luôn, mỗi người một cách chơi là cũng không. Cảm ơn cái ổ điện cái ấy cái này. Okay, thì bây giờ mình sẽ cắt xong rồi, xong mình sẽ thả ra đằng trước cho anh em xem hết một cái mái tóc. Khi mà nói chung là tóc này cũng tương đối là dày, không có độ bám cục mấy, nhưng mà nếu mà mình chẳng qua mình làm rước qua một chút thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ có quang giá rõ ràng hơn không. Thì làm anh em nhé, cắt xong thì đừng để tóc nó mỏng này. Tóc bao giờ mình phải để lại độ dày rõ ràng luôn. Khi mà anh em nhìn này, khách mà ví dụ về chơi bo như này thì nó cũng ra một cái form rồi. Xong tí mình sẽ tỉa lại qua một chút nữa. Nếu mà khách sợ tỉa thôi nha, nhưng còn nếu mà như mình về cái tóc này mình nhìn lại về mắt thẩm mỹ ấy, thì mình sẽ phải tỉa nữa, mình vẫn sẽ tỉa, tiếp tục tỉa. Dày ạ. Hello, hello Hà anh nha. Mưa lắm mọi người ấy. Mưa như kiểu là chưa bắt giới đang đến kéo bé này đi ấy. Cái ép này hơi bị xịn sò đấy, mỗi tội là răng nó hơi giống ăn trầu một tí thôi, nó hơi đỏ đỏ thôi. Thì sau khi cắt xong một cái bài layer ấy thì mình sẽ cho mọi người xem rằng là cắt bo ok, dáng dấp mọi thứ. Hello Nguyễn Trà My nhá, tại sao anh đi mi ơi, buồn quá, giải đói ăn quá rồi, mưa gió này chắc không có người nhậu nhạt ăn lẩu gì đâu, đóng quán rồi sang đây. Hơi phồng cao tay tí cho nó cong được. Mưa gió này chắc mọi người ngồi bấm điện thoại nhiều thôi. Những bài cắt hiện tại mình làm ấy, gần như là mình cảm thấy là ra một cái hiệu ứng cho khách hàng sau khi mà làm xong ấy, là khách dễ chơi, mọi thứ mình tìm đến, ví dụ như mình làm tóc nam hay tóc nữ đi, hay tóc gì đi chăng nữa, mình làm rất là nhiều thì mình cảm nhận là mình đang đi theo ý mình, thì nó rất là khó, mình làm sao mình lựa ra mình làm xong ấy để mà khách hàng về chơi sấy khô bình thường họ cảm thấy nó ổn là được. Đó, đấy là cái mà lúc nào mình cũng tư duy trong đầu để mình thiết kế ra một cái kiểu tóc cho khách hàng. Dày móng, rũi với nhuộm thì lâu thời gian anh không. Rũi với nhuộm thì nếu mà mưa này không vắng khách thì em sang nó chỉ rơi khoảng tầm chắc mất một tiếng gì đấy. Nhưng mà em có xe chưa anh, cho anh đón nhở? Hiện tại khách này thì xong rồi, khách này giờ chỉ cần tạo kiểu nữa thôi là xong rồi.
Em mua xe chưa? Anh xanh đón chưa? Riêng mưa này, giời mưa này cứ đi là được rồi. Sợ nhất là ngồi nhà thôi. Nếu mà xuống nhìn xuống cái nền nhà này, nhiều người cũng bảo ước gì là mình được từng gáy tóc ở trên đầu thôi, nhưng chưa cần nói là kéo từng này đi, cắt từng này đi đâu. Nhiều lắm, nhiều dồn và nhiều vết kìa. Ừ, thế hôm nào ra thì alo cho anh, xong rồi sang làm. Nói trêu thế, nên nếu mà ở quê mà chưa ra đến đây thì khả năng làm phải mất 3 tiếng. Nếu mà ở đây thì làm chỉ mất 1 tiếng thôi. Làm rũi hơi nước bây giờ nó mất khoảng tầm 2 tiếng, nhộng 1 tiếng nữa đấy, còn gội sấy mọi thứ nó cắt vào form nữa. Nó rơi vào khoảng tầm tương đấy thời gian đấy. Nhà cửa linh bình luận quả sáng ra thấy bão nên cả nhà tớ nằm nhà rồi nha. Cái điệu nói rất kiểu là vẫn còn thanh niên ấy. Ok, mọi người vào like đi, chuẩn bị xem kết quả một tí nha. Lại qua cho anh cái máy xuống lô đi trước. Thực ra thì tóc nhà mình ấy, kể cả anh em ở đây nhà mình cắt cũng rất là ok luôn. Tại vì nó vào form rồi, đâm ra là rất là dễ cho anh em cắt. Đấy, người ta yêu nhau cái kia mà mưa gió đi ô kìa. Mọi người mưa thì mọi người cứ ở đây đi. Mọi người vào đây, người tập trung xem like của mình để xem kết quả nó như thế nào. Hơn đến mấy cân nữa cơ mà. Nhưng mà anh thấy là béo hơn thì sẽ đẹp hơn. Đợt vừa rồi nó hơi nhỏ người. Mưa này chỉ sướng đội ấy ship đồ ăn thôi nhỉ. Mưa gió này chợ búa chắc ở ngoài bão người ta chả bán. Chả ngồi được. Nên nhiều người đói quá vẫn phải mang ô đi mua đồ ăn đi. Tối hôm qua làm quả sữa chua ngon quá. Quá ngon. Cho sữa chua và sữa tươi và sữa đặc vào. Đó, mọi người vào đây, mọi người xem kết quả nhá, lỏ đi mọi người. Mọi người vào trong này chỉ khoảng tầm 3 phút nữa thôi là em sẽ quay lại cái kết quả. Mình sẽ quay lại cái kết quả cho mọi người xem rõ ràng nhất. Chính tỏ là cam trước vẫn đẹp hơn, quay live cam trước đẹp hơn nhé. Mẫu này 2K8, chưa có người yêu, anh em nào mà muốn xin info anh em comment cho tôi cái, tí tôi tang bạn này vào cho anh em. Cái tầm này mưa thì anh em muốn đưa đi đâu thì đưa, muốn đưa về về, mà muốn đưa đi chơi thì đưa.
mưa này đi chơi đâu. Mưa này chỉ có đi chơi về thôi, cả nhà thôi. Nghỉ ngơi. Tạm này đưa về nhà. Nghỉ. Út em gọi là thần hồn sắc ha, gì thần hồn thần tính gọi là vào đây xem live ngay. Còn bé kia kìa. Nói trên live thì chính tỏ là mình nhắn tin với mọi người đến làm tóc thì mình nhiều phết đấy. Có một bạn nào đó mà xem live rất là kỹ thì anh em cố gắng xem cho tôi một tí nữa thôi. Không biết là live được bao nhiêu lâu thời gian rồi nhưng mà xem là từ cái comment này nó có hiện bao nhiêu thời gian đâu nhỉ. Tiếng đấy. Em vào từ lúc bây giờ là 10 giờ. Bây giờ là 10 giờ rồi. Anh ngồi cũng phải tầm 9 giờ. 9 giờ kém. Tầm tầm. Đấy, nó cũng hiện thời gian à? Chỉ có máy của em vào xem thì mới ra có. Quên không bảo là nhẹ thôi là cái tóc phải dày cục nhiều quá. Để anh kéo lại được thôi đâu. Con cầm lên anh kéo lại anh ấy có một chút ra xem rồi. Ui. Anh quen cả bạn anh cả. Hào anh á? Ừ. Ừ, Hào anh trước làm tóc ở đây mà. Đi yeah. Có phải đúng bạn em không? Ê, trước làm kíp bê. Về quê rồi. Về quê rồi đấy con. Ừ. Đi yeah. Chưa vào đây rồi à? Hào anh này ở ở Thanh Hóa đúng không? Hình như là thế đúng không? Nghe đúng rồi. Ngoài dáng đẹp thế đấy. Chỉ có nhớ là sinh năm bao nhiêu là sinh năm bao nhiêu? 99 à, 99 hay 98 này, 99. Thôi đi là ra.
chấm dây này để em cài từ cái điều kỹ ra bạn ở trước kia bê à kia bê nữa mới kia bê đúng không ngay bên này là sợ bên nào bên này này em thấy ở chính bên này này chứ không phải này anh bảo anh được nghĩ em nói với anh cứ tưởng là mày ừ nó nói thế mà thế thì mình nghĩ thế chứ chị bên này này hiểu không hôm nọ mới phải là lại đấy hôm mà cắt đấy xong là hôm cũng là căng tay này thế thì mình chẳng đâu công cho sang cho được trung tuổi quá thế trong tôi là lại với ai bảo anh là bên này hôm nay anh nhớ là thôi thì mà dành cái như vậy là thử cái này cho chị không qua anh kia đây à, cái lỗi nữa mà khi làm xong ấy mà anh em hay để ý là cái phần chỗ này nó hay bị dày hơn, nó hay bị đục cái mái, tức là nó nắp cái phần ốp này luôn. Bắt buộc anh em sẽ bị tỉa. Vì sao? Vì là cái phần mái trên này nó nhiều tóc, ở phần dưới nó ít tóc hơn, thì bên này nó sẽ bị nặng hơn. Bắt buộc anh em sẽ bị tỉa trên này nó nhiều hơn. Hào anh này kêu phết đấy. Đã thế gửi lời các bạn. Bây giờ là khách nhà mọi thứ cũng chả làm gì, mình cứ đụng đỉnh anh em. Vừa ngồi vừa ngắm từ cửa tốt. Có kìa các em sẽ đụng những cái cán bộ chiến sĩ đang đứng ở Năng Bác chưa? Đấy, mưa này vẫn đang đứng như thế đấy, mình đang đứng điều hòa mát này không kêu được. Hôm nay mình chuẩn bị chung cờ treo ấy. Treo cờ đấy. Nhưng mà nắm này xem là những video của bác Trọng ấy, công nhận là đi của bác Hồ mình luôn. Nam Tổng Bí Thư từ 2014-2014-15. Khi cứ trêu anh em bảo là cắt không được cái bài cắt hay ơi anh em để cái bên ra cái vào ấy anh em chỉ quay sang để bảo giống bất cắt thì trên nhiều cái nền tảng ấy cũng chỉ do là mọi người đặt cái tóc có khác nhau thôi, còn khi mà lay ra tầng cao rồi thì nó chỉ khác là cái giữa bất cắt với layer này là cái tầng quá xa nhau và layer là cái sự di chuyển nó đồng bộ. Độ quan trọng của máy nà nó cũng ấy nhá, máy nà bên này nó nóng hơn, cảm giác nó bóng hơn, khô. Mưa gió này là tuy nhiên có một đôi nào đi chạy lên làm tóc thì đúng là mình quá là lộc lá hơn đấy. Tôi nói thì ăn nhiều đấy, sợ đấy thấy nó một lần. Chắc hôm nay em phải đi. Bây
giờ có mấy cái loại gói hấp cao cấp hơn ấy, nó mới thay đổi cái dòng sản phẩm này, mà anh thấy ra rất là mượt luôn. Thực ra để nhìn vào độ cân đối thì cũng ok. Khách ví dụ muốn mời những cái mẫu như này, các anh em chị em muốn cụp vào cũng được, mà anh chị em muốn duỗi hơi nước cho nó hơi giãn nhẹ cũng ok. Quan trọng là mỗi người có một cái sở thích chơi khác nhau. Đó. Ok, thank you mọi người.